các tổ tuần tra của công an 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 1 tháng 10 đã tiến hành kiểm soát lưu động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới với người tham gia lưu thông trên địa bàn. Tại khu vực đường Lê Văn Sĩ, phường 14, quận Phú Nhuận, tổ công tác đã tiến hành dừng nhiều xe ngẫu nhiên để kiểm tra. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc 5K khi làm việc với lực lượng. Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã chủ động chuyển từ trạng thái cố định sang tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn 24/24 mỗi ngày. Ngoài ra đơn vị cũng tập trung trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt vào ban đêm, lực lượng tập trung công tác chống đua xe, tập trung kiểm tra thanh thiếu niên chạy xe thay đổi kết cấu, tụ tập nhiều xe. Lực lượng sẽ kiểm tra hành chính nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài cho biết thêm, trong sáng nay, lưu lượng người và xe di chuyển trên các tuyến đường khá đông. Tới trưa, đơn vị đã xử lý với 18 trường hợp vi phạm với các lỗi không đội nón, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không có giấy tờ xe.